Wow, cô chú ơi, mẹ Chay mới làm một cái tour quay nhà. Thì lúc mà làm cái tour quay nhà, cái hồ bơi á, thì nó có rác đồ này kia. Tại vì mấy cái cỏ này ấy xuống á, nhưng mà vừa cấp cái video cái có người vô dọn hồ bơi. Con đây đây, con đây đây. Ăn rồi mới sáng sớm nó ngủ dậy nó đòi bơi nè cô chú ơi. Hỏi mẹ không tắm đâu. Thôi mẹ không có tắm đâu, sáng sớm mẹ không có tắm đâu. God bless you, con xuống tắm mình đi. Mẹ ngồi đây mẹ coi con được rồi. Thì đó ai mượn con đòi xuống tắm, con không, nhưng mà con xuống một chút là con hết lạnh à. Xuống một chút là hết lạnh à con, xuống đây con, ngồi xuống đây con mới bắt đầu là con ngồi xuống trước. Con ngồi ngay chỗ cái chỗ nước á, con ngồi chỗ nước á. Đi lại chỗ nước ngồi xuống. Rồi bắt đầu nó mới từ từ cái thân thể nhiệt độ mình nó mới hợp với lại cái nước lên là nó không có lạnh nữa, hiểu không? Rồi ngồi xuống, đúng rồi, nghe lời mẹ, rồi con ngoan, rồi ngồi im đó, dọc nước một chút. Ok, một chút rồi, trưa đi rồi mẹ tắm nha. Bây giờ mới sáng sớm mà con bắt mẹ tắm rồi. Một ngày mình sẽ tắm 3 lần, ok? Nên là đừng có lo, ok? Rồi bấm đây. Bây giờ con có cái đó rồi là con không có sợ gì nữa đó. Con có cái áo đó rồi là con không sợ bất cứ một cái gì trên đời này nữa đó. Nói tiếng Việt. Không một ai khác trên đời đem về chạy tuyết trắng. Câu hay khô hay gì? Lạnh hay gì con? Thôi kể nó đi, đừng có giết mấy con kiến đâu, sao con vô duyên quá vậy? Thôi đi không, con kiến không có gì để sợ hết, con thấy không? Con ngồi đó, con kiến nó đâu lại nó cắn con đâu mà sao con sợ nó? Đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống. Nó đi chơi là chuyện của nó, mà con chơi là chuyện của con không được đụng tới nó. Ủa người ta không đụng tới mình mắc mới vậy, mình đụng tới người ta, mình tạt nước người ta để cho người ta chết sao kỳ lạ vậy? Không có được như vậy nghe chưa? Thà thí dụ như mình đi mà mình lỡ mình không thấy nó là mình đạp đó thì đó cái là chuyện là lỡ làng, còn mà mình thấy nó mà mình đạp nó là không được, nghe chưa? Không có được làm vậy, mẹ không có thích. Mình không nỡ giết dù chỉ là một con kiến nhỏ mà con, nên là không có được làm như vậy, nghe chưa? Không có sợ, không có chuyện gì sợ hết đó. Nó đâu có cắn con đâu, có khi nào nó cắn con chưa? Có khi nào nó làm con đau chưa? Thôi thì con bơi đi. Thôi mẹ không bơi đâu. Thôi. Con bơi đi, mẹ ngồi đây mẹ coi, mẹ cổ vũ. Cố lên. Đào áo xanh, cố lên. Vàng là bóng mây. It's okay. Đây là mày lấy cái ghế, mày nhắc cái ghế mày ngồi chứ còn. Mày ngồi chầm hởm vậy hoài mẹ. Mày đau chân quá. Rồi. Thôi nha, nó bậy không. Thôi bây giờ con đứng lên, ngay chỗ cái thành đó con nhảy cho mẹ coi coi. Hôm nay mẹ sẽ là huấn luyện viên nhảy múa bơi cho con. Cái chú này nè, nói là cái nước đó là phải xả đúng 2 tiếng đồng hồ đó. Tại vì cái hồ nước nó hơi bị cạn. Chú đó chú nói vậy đó. Là phải canh 2 tiếng đồng hồ xong tắt á. Chú đó chú vô chú dọn hồ bơi, cái hồ bơi xịt trơn hả anh chị? Vậy là vài 3 ngày người ta tới người ta dọn 1 lần. Vậy sao không cho người dọn trước khi mình tới ta? Nhảy đi chơi.
màu mè quá, lá hẹ quá. Ôi cảnh đẹp ghê cô chú ơi. Hả? Không không, 2 tiếng đồng hồ sau mới tắt con. Ôi chay giờ nó qua nhà dì Ben chơi, nó trời ơi, nó khoái bill mấy này lắm cô chú ơi. Nãy đi shopping ra cái ghé vô mua cho nó mấy cái Lego này. Cái này Lego là mình xây lên được nguyên tòa nhà của công chúa bong bóng. Để xây được cái này là nhà của công chúa bong bóng á cô chú. Cái gì? Trời ơi, công chúa bong bóng gì mà không có tóc gì vậy? Vậy con bỏ Vinh đi. Trời. Con không bể, con không thể gắn được hả? Để mày coi mày gắn được không nha, gắn cho công tóc của công chúa Hồ Xà nha. À, gắn tóc của công chúa Hồ Xà. Rồi được rồi nè. Look. Nó khoái nhất là mấy cái Lego này trời, từ giờ cho nó tới lớn là biết không biết tốn bao nhiêu tiền cho cái mấy cái Lego gắn gắn này, nhưng mà không sao. Khi mà càng gắn cái này cái đầu nó càng hoạt động thì nó giúp nó càng phát triển tốt hơn. Nó Ngọc rất là mừng khi mà nó mê chơi mấy cái Lego này. Mà các bạn biết hả, có những cái Lego này nó lên tới trị giá rất là nhiều tiền luôn á. Như là ba nó mua cái này là khoảng 60 đô la nè. 60 đô la mà dành cho Lego là cũng nhiều lắm á. Có đối với Ngọc á, đối với Ngọc là 60 đô la là dành cho Lego là nhiều tiền, là cỡ 1 triệu mấy á. Nó mà xây được nguyên cái nhà của công chúa, nhà này là của công chúa bong bóng, phải không chay? Nhà này là công chúa, này là công chúa bong bóng phải không con? Nàng công chúa, à công chúa xà, công chúa xà, quên, tưởng chúa bong bóng. Đó, chơi đi là giờ là có anh này vô đợi chơi Lego rồi nè cô chú nè. You don't mind to be on video, right? You don't mind to be on videos? Perfect. Đó, chơi rồi giờ có anh chơi, mở đồ ra cho anh chơi. So she wanna build like a that, yeah, it's just like that, yeah. Rồi bây giờ con ngồi con build với anh đi con. No, don't take the stickers. Don't take the stickers. Đó, giờ nó có cái anh này chơi với nó đây nè cô chú ơi. Đây nè, chơi ơi, con mẹ nói nè. Con không có được làm mất mấy cái nhỏ này, mấy cái nhỏ này cho nó quan trọng lắm con. Hả? What? I said she's missing some pieces, there's some in here too. Đây mày lấy cho, để mày lấy cho, ngồi xuống đi mày lấy, bước ra đằng kia. Rồi, build đi. Build 3 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ xong. Find that piece. Ok, tìm đây. Như nhà mò kim đáy biển đây. Anh này là thấy là nhỏ tuổi nhất trong mà mấy chị tới đó cô chú. Đây là nó đeo theo anh này chơi. Kiếm đây, kiếm mò kim đáy biển đây. Chơi cái này là giờ cái trò chơi này là trò chơi mò kim đáy biển. Nè mấy cái này cũng không được làm mất nè, cái này nhỏ gì chứ quan trọng lắm nè con nè. Đó, con không có được làm giỏi ghê, mới ăn xong chén bún á cô chú ơi, mới ăn xong chén bún á cô chú, giỏi quá trời giỏi luôn cô. Rồi nãy giờ build được tới đâu rồi nói mẹ nghe coi, anh có giúp con được gì không? Dạ mẹ hả? Trời ơi, đâu mà đem gấu bông gấu đồ xuống gì quá trời đây. Chú xin gì Ben đem về đi. Dạ không hả? Ừ không thấy thì không lấy thôi. Đúng rồi, nào mình không thích mà đừng lấy. Hả con ha? Quá trời luôn, nhớ là không có được làm mất cái một cái nào quá nha chưa. Giữ chưa? Giữ chưa? Giỡn với anh thì giữ chưa? Nó qua đây nó còn bạn thân đó cô chú. Trời ơi, lộn luôn, dữ rồi ta. Ôi ừ, quá dữ luôn. We might get this. Oh.
be careful. I jumped in there too fast.